Minh được tử vi mến chào các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ và trừ cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Rõi. 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tý cho thấy về vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý phát triển rất tốt trong tuần mới này. Dù đầu tuần, do tỷ kiên tác động, điều này làm cho bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn có thể vượt trên những lời dị nghị và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thiên ấn và chính quan chiếu mệnh cho thấy bạn có dấu hiệu được lãnh đạo tin tưởng và cất nhắc và đến cuối tuần với người tuổi tý nhờ chính tài phù trợ người đã chăm chỉ làm lụng cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng ngoài ra bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng không chịu lao động cống hiến còn về phương diện tình cảm của người tuổi tý trong tuần mới này cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt vào thời điểm đầu tuần đôi lứa dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có may mà đến thời điểm cuối tuần mọi khó khăn dần được tháo gỡ hai bạn đã biết quan tâm chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn trong tuần đang có sao thái dương chiếu mệnh cũng cho thấy đối với những người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý chớ nên trần trừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai Thứ hai, tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi Sửu bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng, đối với những người đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp đang có điểm báo bạn phải trải qua một tuần khá tồi tệ. Bạn mắc phải hết vấn đề này đến vấn đề khác suốt cả một tuần. Thiên quan và thương quan cho thấy bạn dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên. Kiếp tài và tỷ kiên cho thấy bạn cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, với người tuổi sửu lại đang gặp được chính tài lại cho thấy người làm đầu tư, kinh doanh phát triển khá tốt trong thời điểm đầu tuần. Bạn có thể tìm được một mối làm ăn nào đó khá đáng để thử sức. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm giàu cho chính bản thân cũng như gia đình mình. Còn về phương diện tình cảm của người tuổi sửu trong tuần mới này cho thấy, chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều quãng trầm lắng. Có thể vợ chồng bạn cảm thấy bất đồng quan điểm nên ít chịu trao đổi, tâm sự với nhau, nhưng bạn có biết làm vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ càng trở nên xa cách hay không? Hãy suy nghĩ lại về những việc mình đang làm, nếu sai hãy sửa đổi ngay nhé. Trong tuần cũng đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh, lời khuyên dành cho bạn là nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Thứ ba, Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dần trong tuần mới này đang có những quãng thăng và những quãng trầm khá rõ rệt. Đầu tuần là thời điểm bạn phải va vấp nhiều, thậm chí mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của bản thân. Nhưng từ giữa tuần cho đến cuối tuần, bạn có thể khẳng định được mình, khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Về tình hình tài chính của bản mệnh tuổi Dần trong tuần mới này thì lại không có nhiều biến động vào thời điểm này dù bạn không tìm được mối đầu tư có lợi và cũng khó có cơ hội được thưởng nóng nhưng ít nhất bạn có thể bảo vệ được thành quả lao động từ trước tới giờ của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi dần trong tuần mới này đang có điểm sáng vào thời điểm đầu tuần, nhưng như vậy không đem lại nhiều tác động cho cả tuần khá trầm lắng. Bạn và người ấy thường xuyên cãi nhau vì những quan điểm dù nhỏ nhặt nhưng lại khó thống nhất. Sao Bách Việt chiếu mệnh, chủ đào hoa, cho thấy người tuổi dần vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là con giáp giỏi ăn nói nữa, Tuy nhiên, với người tuổi dần trong tuần mới này không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận mình. Người độc thân phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. 4 là Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi của 12 con giáp tuần mới cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Mão không được thuận luận cho lắm, bạn tuổi mão cần chú ý trò chuyện trao đổi với nửa kia nhiều hơn không nên cứng đầu cứng cổ chỉ khăng khăng với quan điểm của bản thân mình vợ chồng cần phải đồng lòng mới cùng nhau vượt qua được sóng gió nhé còn về tình hình tài chính của bản mệnh tuổi mão trong tuần mới này đang có chút ít khởi sắc vào thời điểm đầu tuần do có thực thần chiếu mệnh đối với những người làm ăn kinh doanh có thể nhận được một khoản lãi lời nhờ những mối đầu tư trước đó tuy nhiên đó khả năng là khoản tiền lãi lời duy nhất bạn nhận được trong tuần này trên phương diện sự nghiệp đầu tuần với bạn tuổi mão đang có điểm báo vướng phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Kiếp tài và tỷ kiên chiếu mệnh cho thấy mâu thuẫn nổ ra phần lớn là do thói kiêu ngạo, cứng đầu, không chịu thua của chính bạn. Nếu biết thay đổi tính xấu này thì từ giữa tuần trở đi, sự nghiệp của bạn mới thuận lợi hơn. Chính ấn và thiên ấn là dấu hiệu tài năng của bạn được ghi nhận. Trong tuần cũng đang gặp sao thiên cầu chiếu mệnh, chỉ ra rằng bản mệnh tuổi mão dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Thứ năm, tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng, về phương diện sự nghiệp của người tuổi thìn không mấy thuận lợi trong tuần này có thể khoảng thời gian đầu tuần bạn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng dần về cuối tuần thì có nhiều rắc rối ập tới thương quan và tỷ kiên chiếu mệnh cho thấy rắc rối có thể đến từ cấp trên hoặc đồng nghiệp của bạn hãy chú ý cách cư xử và nói năng của bản thân tránh đắc tội với người khác và trong tuần mới này đối với người làm ăn kinh doanh buôn bán thì tuần này quả là thời điểm hốt vàng hốt bạc của bạn bạn có thể tìm được những khách hàng hoặc đối tác có triển vọng hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai thậm chí có một số người còn nhận được một khoản tiền ngoài ý muốn nhờ dựa vào vận may của mình sao thiên đức chiếu mệnh cho thấy đây càng là dấu hiệu chứng tỏ cơ hội làm ăn sẽ đến với người tuổi thìn tới tấp bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua khi cơ hội mở ra trước mắt bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình tuy nhiên trong chuyện tình cảm của người tuổi thìn thì cho thấy đối với những người đã lập gia đình sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn nếu không nhanh chóng tìm cách cứu vãn, bạn có thể khiến hạnh phúc lứa đôi tan vỡ, hoặc tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào. Bạn nên từ bỏ sự kiêu ngạo của mình và thử xuống nước với người ấy xem sao. 6 là Tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Vận trình của người tuổi Tỵ khi bước sang tuần mới này cho thấy, với khoảng thời gian giữa tuần, sự nghiệp của người tuổi Tỵ gặp khá nhiều khó khăn do chịu tác động của Tỷ Kiên và Kiếp Tài chiếu mệnh. Bạn có thể là con giáp kiên cường và là người tài giỏi nhưng bạn lại hành xử quá nóng vội hoặc quá độc lập mà sức một người thì khó có thể hoàn thành được mọi việc dễ dàng. Đến cuối tuần, có thể công sức của bạn mới được công nhận. Tình hình tài chính của bản mệnh tuổi Tỵ trong tuần mới này lại đang có những dấu hiệu khả quan khá ổn định cho dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm trong lĩnh vực đầu tư chính tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Song, trong tuần cũng đang gặp sao bạch hổ là hung tinh mang lại điểm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Về chuyện tình cảm của bản mệnh tuổi tỵ lại khá trầm lắng vào thời điểm đầu tuần. Nếu còn độc thân, bạn có vẻ khép kín và không chủ động tiếp cận với ai. Bạn cảm thấy mình có thể sống một cách độc lập mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ người nào. Bảy là tử vi tuần mới của tuổi Ngọ từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi Ngọ bước sang tuần mới này cho thấy một vài cơ hội làm ăn sẽ đến với người tuổi Ngọ vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần. Bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình còn nếu bạn tự ti hay do dự thì thời cơ sẽ trôi qua rất nhanh thôi trong tuần cũng đang gặp thương quan và kiếp tài chiếu mệnh cũng cho thấy đầu tuần và giữa tuần là thời điểm khá thử thách đối với người làm công ăn lương đừng để những khó khăn trong công việc hạ gục bạn bạn cần mạnh mẽ tiến lên thì mới mong được nhận thành quả xứng đáng với công sức của mình trong tuần này với người tuổi ngọ đang có sao tử vi cắt tinh chiếu mệnh mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này nếu còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới trên phương diện tình cảm của người tuổi ngọ cho thấy dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm chăm sóc lẫn nhau bạn tưởng rằng như vậy là bình thường nhưng trên thực tế thì có rất nhiều nguy cơ đang ẩn tàng sau sự yên lặng này đấy hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm đến người ấy hơn 8 là tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Theo tử vi chỉ ra rằng, bước sang tuần mới này, về phương diện sự nghiệp của người tuổi mùi không được thuận lợi như mong muốn. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp với đồng nghiệp dưới tác động xấu của kiếp tài và tỷ kiên. Điều bạn cần làm bây giờ là hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, không ngừng cố gắng vươn lên để ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn còn về tình hình tài chính của bản mệnh tuổi mùi trong tuần mới này lại có nhiều dấu hiệu tích cực các tinh thiên tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này một số người còn được thừa hưởng một khoản thừa kế do người đi trước để lại song trên phương diện chi tiêu với người tuổi mùi lại đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh lời khuyên cho người tuổi mùi là bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý không nên thích gì mua nấy tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Trong chuyện tình cảm của người tuổi mùi tuần mới này, những ai còn độc thân khó có thể tìm được đối tượng thực sự ưng ý trong tuần này. Có thể bạn vẫn còn vương vấn bóng hình quá khứ nên không còn để mắt được tới mọi người xung quanh nữa. Khuyên bản mệnh hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai bằng thái độ tích cực. Thứ 9 Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này cho thấy, về phương diện sự nghiệp của người tuổi thân có hung có cắt vì vậy mà bạn không nên chủ quan khi làm bất cứ một việc gì. Có thể sự thuận lợi đến vào đầu tuần sẽ khiến bạn cảm thấy lơ là vì cho rằng mọi việc quá thuận lợi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì những rắc rối sau đó sẽ khiến bạn trở tay không kịp. Thời điểm giữa tuần và cuối tuần chính là lúc bản mệnh tuổi thân sẽ gặt hái thành quả lao động của mình còn đối với những người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng trong khi đó thì người làm kinh tế được nhận tiền lãi từ những khoản đầu tư trước đó bạn nên lấy đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa tuy nhiên trong tuần cũng đang gặp tiểu hao xuất hiện khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực nhất là với chuyện chi tiêu nếu không dù có dư giả đến đâu bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu về tình cảm của người tuổi thân trong tuần mới này đang phát triển tốt nhất là với những ai đã lập gia đình bạn và người ấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ. 10 là tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng về sự nghiệp của người tuổi Dậu đang có điểm báo vận trình khá lên bổng xuống trầm thiên ấn và chính quan chiếu mệnh cho thấy bản mệnh có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng bên cạnh việc mạnh mẽ người tuổi dậu không ngừng tiến về phía trước bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận với mình ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn khiến công việc gặp nhiều rắc rối cùng với đó bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này tình hình tài chính của người tuổi dậu đang có những dấu hiệu dần dần khởi sắc vào cuối tuần bạn sẽ nhận được một khoản thù lao xứng đáng cho dù bạn đang làm công việc gì đi chăng nữa vì thế hãy luôn cố gắng hết sức mình trong thời điểm này chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng đối tác đồng nghiệp có thể họ chính là quý nhân giúp bạn phát tài đấy còn về phương diện tình cảm cho thấy sau một vài khúc mắc tình cảm vào đầu tuần thì sau đó người tuổi dậu và nửa kia đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn bạn không còn xét nét những khuyết điểm của người ấy nữa bởi bạn hiểu rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả. 11. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Vận trình tuần mới này cho thấy người tuổi Tuất trải qua những ngày đầu tuần khá yên bình, nhưng đến cuối tuần thì nhiều rắc rối có thể xảy đến liên tiếp khiến bạn phải đau đầu tìm cách ứng phó. Nếu một mình bạn không thể giải quyết được tất cả mọi việc thì bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh thôi. Tình hình tài chính của của con giáp tuần tất tuần mới này lại đang có những dấu hiệu khả quan và khá ổn. Những mối đầu tư của bạn thường mang lại nguồn lời lãi và thu nhập ổn định. Bạn có thể suy nghĩ đến việc hợp tác với những người có chung trí hướng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, khiến số tiền mình kiếm được tăng nhiều thêm trong tuần nhờ có thái âm là các tinh chiếu mệnh giúp nhân duyên của người tuổi tuất đặc biệt là những người độc thân chuyện tình cảm đang phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm giữa tuần nhất là với nữ mệnh bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm chăm sóc bạn tuy nhiên với người đã có đôi có cặp thì thời điểm này bạn có khả năng sẽ phải đối diện với nhiều tin buồn trong chuyện tình cảm có thể bạn phải nhận lại sự phản bội từ người ấy mà không hề biết mình đã làm gì sai bạn chớ nên tự đổ lỗi cho bản thân nếu như đối phương mới là người thiếu trung thủy nhé. 12. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này thầy tử vi phong thủy cho thấy sự nghiệp của người tuổi hợi trên cơ bản là tốt vào tuần mới này. Bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo tuy nhiên bạn không nên quá kiêu ngạo mà vô tình đắc tội với người khác trong vô thức tình hình tài chính của bản mệnh tuổi hợi trong tuần mới này không có quá nhiều biến động thời điểm cuối tuần bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vậy may ghé thăm tuy nhiên thiên tài khuyên bạn chớ nên dựa dẫm vào điều đó mà cần phải kiếm tiền dựa trên công sức lao động chân chính của mình sao dịch mã chiếu mệnh khuyên bản mệnh tuổi hợi đối với những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi lại đang có điểm báo có thể sẽ gặp rắc rối vào những ngày giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu ổn định hơn. Bạn không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nữa mà bắt đầu suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nhiều hơn. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuần mới của 12 con giáp, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.